chào anh em nhé. Giới thiệu với anh em một lô hàng quần áo mật ong. Quần áo mật ong mẫu mới nhé. Mẫu mới, hàng cao cấp, có nhiều cải tiến hơn cái mẫu trước nhé. Đây, vừa mới về lô hàng này giới thiệu cho các bác nắm được nhé. Đây là cái bao bì. Bao bì đợt này thì làm kiểu như này nhé. Đây, bộ này ấy, thì sẽ nặng là 3,5 cân các bác nhé. Nguyên như này là 3,5 cân. Bây giờ tôi sẽ mở ra các bác xem ở bên trong nhé. Hàng này là hàng cao cấp hơn, giá tiền đắt hơn, có những cái cải tiến nhé. Đây là các bác xem cụ thể nhé. Đây, quần áo mật ong cao cấp. Cái này thì bảo hộ cho các bác mật ong rừng, ong bò vẽ nhé, rồi ong đất. Các bác lưu ý này, cái bộ này là 3,5 cân và chỉ có như này thôi nhé các bác nhé, chỉ có bấy nhiêu thôi. Đây, tôi dở cho các bác xem này, trong này là hết rồi nhá, trong này hết rồi này. Đấy. Đây, cái này ấy, thì chỉ có bao gồm một bộ quần áo, một bộ quần ủng áo găng tay là liền thành một khối các bác nhá, sẽ không có thêm các phụ kiện nào khác. Đấy là lưu ý rõ ràng với các bác như vậy, không các bác lại bảo là gửi cho các bác lại giữ lại đồ hoặc là gửi thiếu đồ cho các bác. Đây, các bác lưu ý kỹ nhé, chỉ có bấy nhiêu như này thôi, chỉ có bộ quần áo như này thôi. Đây, chỉ có bộ quần áo này thôi nhá, quần áo này ủng may liền thành một khối. Bây giờ giới thiệu chi tiết với các bác nhá. Cái này ấy, là hàng cao cấp hơn, nó cải tiến này, là nguyên một cái mảng này là toàn bộ may bằng mút êm bồng lên cái bồng này. Cái này ấy, thì nó phải bồng dày tới hơn 1 phân đấy nhá. Thì nguyên cái này ấy, nó là thoáng hết đấy nhá các bạn, thoáng hết các bác nhá, thì để cho nó mát. Đây, nguyên một cái giải ở bên sườn này, ở dưới từ chỗ hông xuống cái đùi này nhá, hai bên là giải như vậy nhá. Ủng thì vẫn là cái ủng bảo hộ, cái này cũng mềm mại hơn một chút, nó không cứng như cái kia nhá. Thế vào phần sau lưng. Đây, các bác nhìn này, nguyên phần sau lưng. Đây, em quay hết được cả phần sau lưng không? Nguyên phần sau lưng này nhá, toàn bộ là bằng vải bông, vải mút. Đây, em quay gần đây. Đây, các bác nhìn này, cái lớp này là cái lớp bông mút, nó dày tới hơn 1 phân, thì là lọc ong nó không có xuyên qua chỗ này được, mà nguyên cái chỗ này là chỗ thoáng để cho nó cảm giác độ mát hơn nhé. Đây, trên đầu vẫn có hai bên hai ô thoáng. Đây, và cái điểm nữa là một đường dọc từ vai ra, từ vai này, từ vai xuống dưới găng tay cũng là đường mút để cho tạo độ thoáng độ mát nhé. Găng tay thì bằng găng tay cao su, nói chung là cũng khá dày và được phun thêm mấy cái hạt mụn, hạt cát này này để tạo ra cái độ nhám cho các bác nhé, để tạo độ ma sát, tạo ra độ nhám để nó chống bụi trơn, chống trơn nhé. Găng tay là cao su cũng dày đấy. Còn cái phần phía trước, phần phía trước nhá, phía trước mặt đây thì vẫn là bằng lưới thép hai lớp, lớp trong lớp ngoài, ở giữa thì có một cái vành nhựa để cách ra, để cho hai lớp này cách ra khoảng hơn 1 phân nhé các bác nhé. Và phía ngoài này thì có cải tiến thêm một cái miếng bóng kính trắng như thế này, bóng kính trắng như này để dán vào đây, thì khi cái này là chống ong đái nhá, chống ong đái trực tiếp vào. Đấy, cái này nó không cho mình cái kính thì nó làm cho mình cái này chống ong đái trực tiếp vào đây. Thế còn cái này mà các bác muốn nó chặt hơn hay muốn hai góc này có nữa thì các bác phải tự đính nó vào nhé, tự đính nó vào. Thế còn bản thân của nó chỉ có hai cái miếng dán hai trên đầu này thôi. Đấy, thế còn phía trước ngực thì có thêm hai lỗ thông hơi bé nữa nhá, là hai lỗ này. Đấy, thế còn chỉ tiêu của cái bộ này ấy, thì vẫn là kín đáo tuyệt đối 100%, ủng này, may liền này các bác nhé, may liền luôn. Găng tay may liền, quần và áo cũng may liền, và chỉ hở một đường duy nhất để các bác mặc thôi. Đấy, cái đường này thì cũng có miếng dán nhé, có miếng dán, có miếng dán dài suốt luôn đấy nhé, miếng dài suốt. Có miếng dài suốt cho các bác, và có một đường kéo khóa nhé, có đường kéo khóa, còn mình kéo từ dưới kéo lên. Đấy, khi mở ra thì các bác sẽ mặc vào, mặc sau kéo vào lại dán lại. Đây, tôi mở phía trong rồi, đây quan sát này.
quan sát nhìn rõ này. Đây là cái mặt trong của cái này nhé, là nó phẳng như này. Thì đây này các bác này, các bác hình dung này, nguyên cái chỗ này này, đấy, nguyên cái này ấy, là nó thông nhau nhá, nó thông, nó thoáng. Đây này, đấy, tôi chui này, đây là tôi thổi hơi nó qua nhá, thì nguyên cái này ấy, là nó chống nó thoáng như này để cho tạo ra cái độ mát cho mình nhá. Đấy, thì tất cả những cái chỗ mà giải bằng bằng mút này này, bằng mút cao ấy, là đều cơ cấu như vậy nhá, đều cơ cấu như vậy hết. Và điểm đặc biệt nữa của cái bộ này ấy, là sẽ có cho mình một cái quạt thông gió hỗ trợ cho các bác ở trên đỉnh đầu này. Đây, các bác quan sát thấy không, đây đây có một cái cánh quạt thông gió nhá. À, cánh quạt này ấy, thì sẽ chạy bằng nguồn điện là 5V và cho sẵn cho các bác, chờ sẵn cho các bác cái đường dây này. Đây đây nhá, chạy bằng điện là 5V. Thì cái này ấy, nó sẽ chạy bằng luôn với cái pin dự phòng của điện thoại các bác nhé, pin dự phòng điện thoại các bác này này. Thì trong cái bộ này ấy, thì người ta có thiết kế cho bác một cái ô như này, cái này là cái kiểu như cái túi ấy. Đấy là mình để cái pin vào đây, em quay cho anh em thấy không nhá, để pin vào cái túi này nhá. Thì cái này ấy, chỉ việc cắm vào ấy là nó chạy nhá, nó chạy rồi nha các bác nhá. Đây, cắm vào là cái quạt này nó chạy này, là nó thổi hơi từ trên thổi xuống rồi. Đó. Như này là chạy rồi này. Đó, nhá. Đây các bác nhá, cái này ấy, nó sẽ thông hơi từ trên đầu xuống bằng cái nguồn điện 5V thôi nhá, nguồn điện 5V, nguồn điện pin sạc dự phòng của điện thoại thôi. Đây này, rất là phổ thông nhá. Đây. Thì cái này ấy, là nó giúp mình thoáng mát hơn bộ kia rất là nhiều để thao tác khai thác trong cái thời gian lâu nhé. Đây sau đây tôi sẽ bảo một anh em mặc thử nhé, để cho các bác xem được cái form dáng của bộ này như nào nhé. Em mặc thử đi. Đây. À, anh em lưu ý nhá, cái bộ này ấy, anh em khi mặc ấy, thì nó sẽ hơi rộng rãi một chút, nó càng rộng bao nhiêu ấy thì nó càng thoải mái bấy nhiêu. Chứ còn đâu anh em mà lựa cái bộ nào mà nó quá chặt, nó quá bừa bặn ấy thì mặc nó rất là khó chịu ấy. Nhá, đấy, bộ nào cũng vậy, nó sẽ càng rộng rãi bao nhiêu ấy thì nó càng thoáng mát bấy nhiêu. Đây. Anh em mặc vào. Đây là găng tay nhé. Rồi. Bây giờ mình bít. Đây là dây điện. Đây là dây điện này. Cắm vào luôn cho cái quạt nó chạy luôn nhé. Đây, cái này thì để túi quần hoặc là để cái túi phía sau cũng được, để túi phía sau lưng cũng được. Rồi, thì cái này ấy là các bác rồi đấy, xong bắt đầu mình kéo khóa xuống nhá, kéo khóa xuống tay nó căng căng luôn. Em to quá. Em mặc số to hơn đúng không? Nói chung là cũng mặc được. Cái này với bạn này thì sẽ mặc số to hơn một chút nữa thì sẽ vừa hơn. À, rồi kéo liền xuống nhé. Sau đầu dáng. Đây cái miếng trắng này là cái miếng để nó chống ông gái nhé, các bạn nhé. Đấy, mình chống ông gái nhé. Rồi, cái quạt có cảm giác mát chưa? Mát lắm. Đấy, các bác nghe. Đây. À, về đây. Đây. Đây các bác này. Đây phía sau này. Nguyên cái này ấy, là bằng cái lưới bông ấy, nguyên cả cái lưới này ấy, là nó đã thoáng rồi. Gió thổi vào đây ra mát rồi nhá. Nó không phải liền đâu. Đấy. Đây nữa.
Đây, các bạn lưu ý kỹ nhá, mặc như này là hơi chặt này, mấy bạn này phải mặc cái số to hơn, to hơn mới được nhá. Đây phần tay này, như tôi nói này, một cái giải bằng mút này, nhá, giải bằng mút này, ở phía hông này, giải bằng mút xuống ủng này, thì toàn những cái chỗ này là chỗ thoáng, gió thổi thẳng vào đây luôn, chỉ cái khu vực đen này này là khu vực bằng da thôi nhá. Đấy, và trên đầu lại có kết hợp thêm một cái quạt gió thổi từ trên đầu xuống, thì đảm bảo các bác khai thác thời gian lâu cũng không hề ảnh hưởng gì nhá. Đấy các bác nhá, đây là cái bộ này là bộ hàng cao cấp, nó sẽ đắt hơn cái bộ kia, các bác có nhu cầu thì liên hệ với shop nhá. Đây là bộ này là bộ size to này đấy, nhưng các bạn cao 1m7 này phải mặc bộ số to hơn nữa. Đây là cái này các bác lưu ý kỹ nhá, tôi giới thiệu ấy là có bấy nhiêu thứ, là chỉ có bộ, chỉ có quần, có bộ quần áo thôi. Rồi giúp cái quần này, à giúp pin này đang vàng nữa. Chỉ có bộ quần áo, cái này cánh quạt này, quần áo niền ủng, không có mũ, không có thêm găng tay, không có thêm khẩu trang gì các bác nhá. Đấy là một bộ như vậy, và một bộ như này ấy, thì sẽ nặng là 3,5 cân. Đây này, nặng 3,5 cân nhá. Rồi các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với các số điện thoại của shop đây nhá. Rồi xin cảm ơn, chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhá. Quần áo vật ong vải cao cấp đấy, rất là đây, nguyên cái mút này nó thông nhau hết đấy. Đây này các bác nhìn này, đây phía mặt trong rồi, để các bác nhìn xem nó kỹ này. Đây là cái mút này, nó dày phải tầm phần rưỡi không em, phần rưỡi, hai phần lùi, dày phần rưỡi chắc đấy, nó dày phần rưỡi này, nó bồng lên này. Đấy là bộ này mặc cực kỳ là khoáng nhá. Thế còn anh em đi khai thác ong đất thì biết độ nguy hiểm của nó rồi, thì sẽ phải gia cố thêm một chỗ nào đấy, nhưng mà cái bộ này là rất là kín, kín tuyệt đối luôn, dành cho anh em mà bắt ong bầu rời thì là tuyệt vời nhá. Rồi xin chào anh em nhá.